Rồi, mình xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Cá Kiện .vn của mình. Rồi, trong đoạn clip hôm nay mình sẽ cập nhật những cái dòng La Hán hiện tại có nhà mình cho anh em xem và tham khảo nhé. Đó, thì hôm nay mình có hai dòng, đó là La Hán Cầm Pha và La Hán Châu. Đó, thì hôm nay mình sẽ phân ra làm mã R đó, để phân biệt các loại cá khác nhau. Thì những con cá ở đây mình chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước và sau đó mình mới đóng hàng và mình gửi cho anh em. Và trong khi mình gửi thì mình có bảo hành trên đường vận chuyển cho anh em nhé. Trường hợp cá bệnh, cá yếu, cá chết, vỡ bọc thì mình sẽ một đối một lại cho anh em, hoặc là thanh toán tiền lại cho anh em ha. Đó, anh em tin tưởng thì mua và không tin tưởng thì thôi ha. Bên đây là mặt hàng cá cảnh đó. Rồi thì mình bắt đầu việc của video các bạn ha. Mình sẽ quay chi tiết từng con cho anh em xem và báo giá cho anh em để anh em nắm luôn nha. Rồi, tiên là cái con La Hán R1, dòng La Hán Châu, size 3 ngón rưỡi tay, đầu rất là to nha anh em, đầu khủng luôn. Giá của bé này là 650.000 nha, 650.000. Thì đối với cái dòng La Hán Châu, những anh em mới chơi hoặc là những anh em trải nghiệm á, thì mình nên nuôi cái dòng La Hán Châu, nó sẽ đơn thuần, nó sẽ dễ nuôi, dễ chăm hơn những cái dòng cao cấp khác đó. Thì đây là cái con mã R1, size 3 ngón rưỡi tay nha anh em, dòng La Hán Châu. Con này thì châu đó, châu nó châu đỏ anh em ha. Đó, con mã R1 3 ngón rưỡi, đầu rất là khủng nha, đầu rất là to luôn đó, size 3 ngón rưỡi, chỉ 650k thôi đó. Ở đây mình quay hoàn toàn bằng đèn trắng nha anh em, không có dùng đèn mèo, không có quay ảo. Và mình chụp hình cho các bạn là chụp chi tiết, không chỉnh sửa nha. Đó, anh em nào phát hiện mình chỉnh sửa đó, ok, tặng cho anh em 10 con La Hán nuôi chơi. À, còn bây giờ mình gửi cho các bạn mà nó không giống như hình 100%, mà không có giống video 100% á, thì anh em nên so những cái chi tiết cá lại. Tại vì đôi khi những con cá mà được gửi đi quá xa lâu ngày thì nó sẽ hơi xẹp đầu, hoặc là nó sẽ hơi nhạt màu một tí đó. Thì cái đó, trường hợp đó thì anh em nuôi khoảng 4-5 ngày để cho nó lấy lại phong độ của nó, thì nó sẽ giống như là trong video mình quay cho các bạn xem vậy đó. Đó là trường hợp thôi đó. Còn bình thường mình gửi trong ngày hoặc là gửi 1 ngày là nó rất là bình thường, nó không có xuống màu, không xuống đầu gì cả. Đó, đây là dòng La Hán Châu, con mã R1, size 3 ngón rưỡi tay, size to nha anh em, mà giá như hạt dẻ thôi, 650k, đầu khủng luôn nha. Rồi mình tiếp tục sang cái con mã R2. Con mã R2, con mã R2 này đây là size của nó hơn 3 ngón tay, nó tầm tầm 3 ngón rưỡi tay nha anh em, nó không có chuẩn 3 ngón rưỡi. Con này giá của nó mình bán sale luôn nha, chỉ 500k thôi. Đó, anh em nào mình thích thì mình chọn ha, mình thích cái con nào màu nào, họ form như thế nào, mình chọn một con mình thích đó, thì mình cứ alo trực tiếp qua số điện thoại mình để ngay góc màn hình nhé, để mình đặt hàng cho nó nhanh chóng. Còn trường hợp anh em muốn xem lại những cái con cá là hình ảnh của cá, thì anh em cứ kết bạn qua Zalo, mình sẽ chụp ảnh và mình quay clip lại cho anh em xem riêng về con đó ha. Đó, và đây là con mã R2 đó. Thì con này mình bán chỉ 500k thôi nha anh em. Nói chung mình còn lác đác vài con thôi, tầm khoảng vài hôm nữa thì mình sẽ có lên một cái lô mới nha. Đây là cái con mã R2 500k, giá nói chung là cực kỳ hợp lý nha. Đó, anh em nào thích thì mình cứ chọn nha. Rồi tiếp tục là cái con mã R3 đó, con mã R3 này nó 3 ngón hở một chút, nó không có 3 ngón rưỡi tay nha anh em, anh em lưu ý cho mình. Và con này giá của nó chỉ 500k, 500k thôi nha anh em, dòng La Hán Châu. Đầu cũng khá là ổn nha anh em, size 3 ngón hở, dòng La Hán Châu. Rồi mình tiếp tục sang cái con mã R4 nha anh em, con mã R4. R4 là cái tình trạng nó như thế này nha các bạn. Đây cái phần đầu nó trên đây nè. Đó là cái lúc trước mình vớt á, vô tình nó va vào cái đèn sưởi như thế nào không biết, mà nó tróc cái phần da đầu luôn. Thì hôm nay nó phục hồi hơn 90%. Con này giá ban đầu của nó là mình bán 650k nha anh em. Rồi hôm nay mình bán với giá là chỉ 500k thôi, size 3 ngón hở. Đó, tầm 3 ngón rưỡi tay nha anh em. Tầm 3 ngón rưỡi tay. Đầu thì anh em khỏi chê nha, đầu bung rất đẹp ha, đầu chà bá luôn.
Đó, thì đây là một cái con la hán trâu xanh nha anh em, trâu xanh nó không phải trâu đỏ nha. Đó, ba ngón gửi, không chuẩn ba ngón gửi anh em, nó ba ngón hở, gần ba ngón gửi nha. Xa thế nào mình báo như thế nấy thôi. Đó, con đây là con mã R4 nha anh em, 500 nghìn thôi, chỉ 500 nghìn thôi. Đó, là hãng trâu xanh. Rồi mình tiếp tục sang cái con mã R5. Thì R5 này mình sang đây là một cái dòng la hán khác nha anh em. Đây, dòng la hán cam pha. Đó, con mã R5. Con này hôm nay mình bán với giá chỉ 1,2 triệu thôi nha anh em. Size 3 ngón hở, tầm 3 ngón rưỡi tay. Dòng la hán cam pha mã R5. Đó, con này khá là đẹp nha anh em, nó hai tông màu đỏ và cam nha. Đó, thì con này giá ban đầu của nó là mình bán 1,500,000 nha anh em. Tại đây hôm nay mình còn khoảng 4 con nha anh em, còn 4 con. Bán cho hết để mình lên lô khác anh em ha. Con mã R5. Đó, đầu cũng rất là to nha, đầu khá là to nha. Đây. Rồi, tiếp tục sang cái con mã R6. Đó, mã R6. R6 là size của nó 3 ngón rưỡi tay. Đó, 3 ngón rưỡi tay nha anh em. Giá của nó là 1,250,000 ha, 1,250,000. Đó, đầu bung bự nha, dòng la hán cam pha F3 hai tông màu, để mình dời cái đèn qua một tí cho nó sáng sáng anh em nhìn cho nó chi tiết hơn ha. Đây. Con mã R6 nha. 1,250,000. Size 3 ngón rưỡi tay, đầu bung bự, hai tông màu nha. Đó, đây là nét anh em. Tầm này sen hồ. Đó, anh em nhìn đây. Đó, dòng la hán cam pha F3. Đó, thì size của nó là 3 ngón rưỡi tay nha anh em, 3 ngón rưỡi tay. Rồi mình tiếp tục sang con mã R7 nha. Và đây là con la hán R7 nha anh em. R7. Thì con này size nó là chuẩn 3 ngón tay nha anh em. Chuẩn 3 ngón tay, cá trâu rất là sáng và đẹp. Con này mình bán với giá là 900,000, dòng la hán cam pha F3 hai tông màu. Đó, trâu rất là sáng nha. Giá của nó là 900,000, con mã R7. Đó, con mã R7 nha nè, trâu siêu sáng luôn. Đó. Rồi mình tiếp tục sang cái con cuối cùng nha nè. Rồi tiếp tục với con la hán R8, con mã cuối cùng. Đó, để mình dời cái đèn xích vào một tí. Con này size của nó là 3 ngón rưỡi tay nha anh em, 3 ngón rưỡi tay. Cho mình đuổi nó ra cho anh em dễ nhìn. 3 ngón rưỡi tay. Giá của nó là 1,250,000. Ở đây mình còn 3 con lớn và 1 con nhỏ. Con R7 là con nhỏ nha anh em, còn lại 3 con kia là size lớn nha. 3 ngón rưỡi tay, dòng là hán cam pha F3 2 tông màu. Dán điện một chút. Đây. Size của nó 3 ngón rưỡi nha anh em. Giá nó 1,250,000. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại từ con. Đây, con mã R8 nè. Con mã R7 nè. Con mã R6. Đó, con mã R5. Còn lại là những con la hán trâu. Đó, thì video mình cũng ngắn gọn ngay đây thôi. Thì tầm khoảng vài hôm nữa thì mình sẽ lên một cái lô cá hoàn toàn mới. Đó, anh em nào mua hàng hoặc là muốn đón xem những cái clip kế tiếp nói về những cái dòng cá gì hoặc là đăng những cái gì thì anh em hãy nhấn cái nút đăng ký để mình cập nhật những clip mới nhất của mình nha. Đó. Rồi và video mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Đó, anh em nào mua hàng cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại mình để ngay góc màn hình để cho nhanh lẹ nha anh em. Rồi mình xin chào anh em nha.